Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2011. Chúng ta đã học vô bài thứ 5 được một buổi rồi. Và bài thứ 5 này được chia ra là 4 năm phần. Phần đầu chúng ta nói đến mùa hạ cuối cùng trên con đường làm đạo Đức Thế Tôn. Và bài này cái chủ đề chính là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và thưa các vị, là chúng ta học gần hết cái chương trình rồi, hôm nay các vị mới thấy cái bản đồ Ấn Độ. Mình đem ra mình khoe quý vị cho vui cái đã. Mình nghĩ chắc cái bản đồ này nó hơi nhỏ, quý thầy nhìn từ xa thì nhìn không có thấy rõ, nhưng mà tượng trưng như thế. Xong cái buổi học, quý thầy lên, quý thầy nghiên cứu cái đoạn đường Đức Thế Tôn đã đi ngang qua vào mùa hạ áp chót và mùa hạ chót. Thưa đại chúng, là cái bản đồ này tuy nó không lớn lắm nhưng mà các vị có thể nhìn để hình dung về cái hướng thôi. Chúng ta nhớ là cái mùa an cư gần cuối, Đức Thế Tôn an cư ở Savatthi đây, tức là thủ đô của Kiều Tát La, thủ đô của Kosala đó. Và sau mùa an cư thì Đức Thế Tôn du hành về đến Vương Xá Thành, chỗ này đây. Và bản đồ này của một vài người học trò, họ copy từ trong bản đồ chính rồi in ra cho mình để mình sử dụng. Và các vị nhìn ở đây thì nó có một cái cụm, tức là từ Vương Xá Thành tới đây nó là Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là U Lầu Tần Lo, Uruvela. Thì nơi này là nơi Đức Thế Tôn tu khổ hạnh ở U Lầu Tần Lo. Và nơi đây cũng có mặt ba anh em ông Ca Diếp. Và Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi mà Đức Thế Tôn chứng đạo. Và nơi bây giờ cũng được xây cái tháp lớn gọi là Đại Tháp Bồ Đề. Và ta thử hình dung là từ cái thủ đô của Kosala, tức là Vương Xá Thành, Thành Xá Vệ nơi đây. Sau mùa an cư, Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn đi bộ về tới thành Vương Xá. Tôi không biết là mãi tới hôm nay các thầy có thuộc mấy cái địa danh của cái vùng đất này chưa? Nào là Vương Xá, nào Xá Vệ, nào vân vân, nó dễ lộn xá này qua xá kia lắm. Cho nên đôi khi phải học rất là nhiều lần mới thuộc. Và mình lặp lại, từ Xá Vệ, Thế Tôn đi bộ về Vương Xá Thành. Và từ Vương Xá Thành này, sau mùa an cư thứ 45, tức là mùa an cư cuối cùng Đức Thế Tôn. Và xin lỗi, từ Xá Vệ về đến Vương Xá Thành chưa tới mùa an cư. Rồi Ngài thăm lại Trúc Lâm Tinh Xá nơi đây xong, rồi Ngài mới bộ hành từ đây lên tới cái vùng này gọi là cái vùng Học viện Na Lăng Đà. Hiện tại thì còn di tích của nền cũ của Học viện Na Lăng Đà. Từ đây Ngài mới đến bên bờ sông Hằng, tức là Hoa Thị Thành, Pataliputta, tức là Hoa Thị Thành. Nơi đây vào cái thời Đức Thế Tôn tại tiền thì vẫn chưa xây thành một cái thành phố, chưa xây đế đô. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì A Xà Thế Vương mới cử quân tóm thâu cái vùng mạn bắc của sông Hằng, rồi mới dời kinh đô từ thành Vương Xá về lại Hoa Thị Thành này, tức là Pataliputta này. Do vậy cho nên đoạn đường Đức Thế Tôn đi từ đây lên đây đến bờ sông Hằng, rồi qua sông, rồi mới đến Vệ Xá Ly. Có nơi thì gọi là Tỳ Xá Ly, có nơi thì người ta dịch là Vệ Xá Ly. Và cái mùa an cư cuối, thưa các vị, là Đức Thế Tôn an cư tại Vệ Xá Ly này. Không phải giữa trung tâm thành phố, mà nó là một cái vườn trúc phía nam của thành Vệ Xá Ly. Và nơi đây nó có rất nhiều sự kiện xảy ra. Cái sự kiện đầu đó là có một người kỹ nữ tên là Ambabali, mẹ của Kỳ Bà. Ông là ngự y của nhà vua, cũng là một vị thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho Thế Tôn và Chư Tăng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại cái vườn xoài trong nội thành của Vệ Xá Ly này, nó làm cái nền để cho một cái cuốn kinh rất là nổi tiếng có mặt trong hệ Đại Thừa, đó là Kinh Di Ma Cật. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn
thiết kinh Di Ma Cật tại thành Vệ Xá Ly. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở tại vườn xoài này. Rồi từ Vệ Xá Ly, sau mùa an cư cuối cùng, tức là mùa an cư thứ 45 của Đức Thế Tôn, Ngài mới ngược về Tây Bắc. Và các vị nhìn ở đây thì các vị thấy đây là chính Bắc nè, còn đây là hướng Tây Bắc. Thì ngược đường từ đây về lại trên con đường đi Kusinara. Thì chúng ta không biết là ý định Đức Thế Tôn có muốn về lại Ca Tỳ La Vệ hay không, nhưng mà Kusinara, tức là Kautina thành, nó nằm giữa chặng đường của từ Vệ Xá Ly đến Ca Tỳ La Vệ. Đó là chúng ta hình dung đoạn đường Đức Thế Tôn đã đi bộ từ thủ đô của Kiều Tát La về lại thủ đô của Ma Kiệt Đà, thăm lại Trúc Lâm là nơi Đức Thế Tôn làm đạo ngay từ đầu. Từ đây Ngài vượt ngang qua sông Hàn đến Vệ Xá Ly, rồi đi về hướng Tây Bắc đến Kusinara. Lúc bấy giờ là một cái thị trấn nó còn hẻo lánh, nghèo nàn, dân cư thưa thớt, đời sống nó không có mấy gì phú túc. Và đến đây Đức Thế Tôn Niết Bàn. Đó là con đường cuối mà Đức Thế Tôn đi. Và nếu chúng ta thi vị quá con đường Đức Thế Tôn thì các vị hình dung là từ lúc thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài vân du cả một vùng lưu vực sông Hàn này. Đó là con đường dài của 44 năm. Cái đoạn đường ngắn đó là đoạn đường cuối cùng trong một mùa an cư cuối thôi, rất ngắn, nhưng mà Ngài đã đi từ thành Xá Vệ về lại Vương Xá, rồi vượt sông Hàn qua Vệ Xá Ly lên Kusinara. Đoạn đường ngắn trong một đời người, thế nhưng mà nó trở thành rất là dài. Tại sao? Bây giờ mình kiếm chuyện đố với thầy. Tại sao gọi đó là đoạn đường dài? Mấy cụ giỏi, chắc nhờ kinh nghiệm của tuổi già mình cho nên nghĩ rằng Đức Phật cũng giống như mình. Nhưng mà thưa, điều đó rất đúng. Cái đoạn đường du hóa trên lưu vực sông Hàn lúc bây giờ Đức Thế Tôn còn khỏe. Còn đoạn đường ngắn của một đời người, thưa các vị, do vì sức khỏe yếu, tuổi già. Mình cứ hình dung bây giờ, ví dụ như ông cụ Trúc Lâm mình mà năm cuối cuộc đời bắt ông đi bộ thế này thì đoạn đường nó rất là dài so với những năm đầu làm đạo, có phải vậy không? Thì Đức Thế Tôn cũng thế. Các vị đừng nghe Kinh Văn Đại Thừa nói là Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, pháp thân Đức Thế Tôn bất hoại, rồi tưởng rằng Đức Thế Tôn 80 là giống như người thanh niên 40, không phải như vậy đâu. Mặt cũng nhăn, rồi cũng vẫn đau lưng. Và thương làm sao nếu các vị đọc vào Kinh Văn như Kinh Du Hành thôi. Thì cái đoạn đường ngắn từ thành Vệ Xá Ly mà về Kusinara này, Đức Thế Tôn nghĩ rất là nhiều lần. Ngay nơi đây thì ông cụ nhà ta đã bị bệnh rồi. Và các vị hình dung là Đức Thế Tôn tuyên bố sẽ vào Niết Bàn ở nơi đây. Thế mà 3 tháng sau mới vào Niết Bàn. Thì các vị hình dung là đoạn đường từ đây lên Kusinara nó tới 3 tháng chứ không phải ít đâu. Ngài bị một lần bệnh, rồi Ngài nghĩ rằng trong mùa an cư thứ 45 cuối cuộc đời của ta, ta phân bố chư đệ tử là đi các nơi, nơi nào có điều kiện để các ông có thể cư trú được, có thức ăn để sống qua mùa an cư, thì hãy tới nơi đó vân tập và an cư. Thế cho nên Thế Tôn an cư mùa cuối chỉ có một mình Ngài với Ngài A Nan mà thôi. Rồi khi cơn bệnh nó tràn về, nó phá hoại hình hài tứ đại của Ngài, Ngài có một cái suy niệm. Ngài nói rằng trong lúc toàn bộ tứ chúng đều đi vắng, không có ai nơi đây cả, ta nhập Niết Bàn bây giờ thì không có một cái di ngôn gì để cho Đại Tăng biết được là những lời giải cuối của ta. Thế cho nên Ngài dùng thiền định trấn tĩnh lại, giữ hình hài tứ đại lại, tức là khống chế cơn bệnh, giữ lại thọ mạng. Và sáng hôm sau thì A Nan gặp Thế Tôn, nhìn thấy sắc diện Thế Tôn, A Nan nói về bạch Thế Tôn, con rất mừng là hôm nay thấy Thế Tôn rất là khỏe, chứng tỏ là bệnh của Thế Tôn đã giảm đi nhiều. Cái câu nói đó nó chứng minh cho chúng ta hai điều thôi. Điều thứ nhất là thân thể nào nó cũng theo với thời gian nó suy hoại hết. Thân thể Thế Tôn
nó giống như cái cổ xe, và đoạn kinh nói rất là hay và cũng rất là cảm động. Thế Tôn nói là qua bao nhiêu năm ta đã dùng chiếc xe cũ kỹ này rải chánh pháp khắp lưu vực sông Hằng, hôm nay nó đã cũ kỹ, nó cọc cạch, xương gối nó đã mỏi mòn, cho nên sẽ có lúc Thế Tôn niết bàn. Và nếu các vị có coi một cái phim hoạt họa, người ta thiết kế cái hình Đức Thế Tôn lúc tuổi già đó, da cũng nhăn và đi đứng cũng lụm cụm, chứ không phải là Đức Thế Tôn rồi thoát được cái quy lực vô thường đâu. Thế thì cái điều thứ nhất, cái bài học chúng ta nên học đó là hình hài tứ đại nào nó cũng tới lúc suy hoại vô thường hết. Đó là bài học thứ nhất. Điều thứ hai, một cái minh chứng và lòng từ bi Đức Thế Tôn là gần niết bàn rồi, nhưng mà vẫn suy nghĩ cái điều là phải có một cái cuộc tập trung tăng già lại, có những lời huấn ngôn tối hậu và sâu sắc để cho chư tăng tu tập thành đạt được giác ngộ và giữ gìn được diện mỗi chánh pháp trong cõi đời này. Đó là hai điều chứng minh cho chúng ta biết. Thế thì thưa các vị, mình trở lại, dù rằng cái đoạn đường ngài đi một vòng từ đây về đây, từ đây lên đây và lên đây để chấm dứt cuộc đời nơi đây tuy rất ngắn, trong cuối mùa ăn cư năm trước đến mùa ăn cư năm sau và tới tháng nhập niết bàn thôi, người thì nói tháng 4, người thì nói tháng 2, thế nhưng mà đây là đoạn đường rất ngắn và đi vô cùng khó khăn đối với đấng đạo sư của chúng ta tuổi già lụm cụm. Và cái điều thương thứ hai nữa là nếu các vị đọc trong kinh văn thì các vị thấy là từ nửa đường thôi là cơn bệnh nó đã hành hạ hình hài tứ đại của Đức Thế Tôn rồi, đến nỗi là ngài ngồi nghỉ rất là nhiều lần. Có những lần ngài khát nước, đi ngang một dòng sông nhỏ, ngài kêu A Nan là múc nước, kêu ba lần không phải một lần đâu. A Nan đi múc nước cho ta uống. A Nan ấy bạch Thế Tôn, có 500 cỗ xe nó vừa đi ngang qua, nước đục lắm, xin Thế Tôn đợi đến dòng sông lớn phía trước con múc nước cho Đức Thế Tôn uống. Và đến nỗi là chư thiên ở cái núi Tuyết Sơn nó thấy thương quá, cho nên ông dâng nước cho Đức Thế Tôn uống. Rồi sau đó Đức Thế Tôn nói một bài kệ, ngài cũng lặp lại là ta ba lần gọi A Nan đi múc nước mà A Nan bảo rằng nước đục, cho nên bây giờ chư thiên múc nước cho ta. Thì các vị thấy là cái tấm lòng của bậc đạo sư như thế nào. Rồi thậm chí là ngài có một gợi ý là các bậc chứng được chánh giác có quyền lưu lại tuổi thọ một chung kiếp cũng được, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn cũng được, ba lần gợi ý. Thế nhưng mà A Nan cũng hững hờ đến nỗi không có thỉnh mời gì cả. Đức Thế Tôn sau đó thì ma vương nó tới, nó mời Đức Thế Tôn, nó nói là tôi nhớ là ngài ông mới vừa chứng chánh giác, tôi mời ông nhập niết bàn. Ông nói là ta chưa có chuyển dẫn bánh xe chánh pháp để giúp cho nhân gian, cho nên việc ta chưa tròn, ta chưa nhập niết bàn. Bây giờ qua 45 năm, việc đáng làm ngài đã làm, chánh pháp đã ban rải khắp nơi, ngài đã có tới 7 chúng đệ tử và có nhiều bậc đã chứng được thánh quả thay ngài vận chuyển bánh xe chánh pháp. Ngài đã già rồi, có sao ngài không chịu niết bàn chứ? Và Đức Thế Tôn lần đầu ngài từ chối, ngài nói là ta tự biết thời ma vương à. Lần thứ hai năn nỉ nữa, rồi lần thứ ba ma vương năn nỉ nữa, Thế Tôn nói ồ thôi ta sẽ nhập niết bàn. Rồi khi ngài hứa cái lời là ta sẽ nhập niết bàn thì hành tinh này 7 lần chấn động. Thì các vị hình dung coi là cái lỗi Thế Tôn nhập niết bàn cũng từ ông A Nan. Cái lỗi thứ nhất đó là cái chuyện quá khứ ngài dậm lên pháp y của Đức Thế Tôn thì ta chưa thấy. Nhưng mà cái lỗi thứ hai đó là ngài khát nước, thị giả cứ nói là thôi Đức Thế Tôn ráng đến dòng sông kia rồi con múc. Ba lần như vậy, đây là cái lỗi chứ chi nữa mà không phải lỗi, có phải vậy không? Nếu chúng ta dùng cái từ theo chúng ta nói đó là bất hiếu rồi. Rồi tới lần thứ ba Thế Tôn gợi ý về cái sự lưu lại thọ mạng, ngài cũng không buồn nhắc nhở lời chi. Tới cuối cùng A Nan biết Thế Tôn quyết định niết bàn rồi, tới chừng giờ gần Thế Tôn niết bàn rồi, ông ấy buồn tủi, ông ra ông khóc mùi. Thế Tôn biểu là kêu A Nan vô để ta nói đôi lời. Thì các vị biết Thế Tôn nói lời gì với A Nan không? Nói là
A Nan có những cái đức lành mà các vị thị giả trong quá khứ không ai bì được, và những lời khen ngợi, những lời khuyến khích, những lời an ủi quỷ lạo, thì các vị hình dung là cái từ lực của Như Lai đến độ nào đối với một đệ tử chưa chứng thánh quả, và gây ra bao nhiêu điều sai lầm nếu chúng ta nhìn bằng con mắt chúng ta. Nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất, mình đi một vòng con đường để thấy. Thứ nhất là con đường nó rất là dài so với một vị đạo sư 80 tuổi đã mãi miết đi bộ suốt 45 năm. Điều thứ hai, đoạn đường tuy nó rất ngắn về cái chiều dài vật lý nhưng mà nó rất là dài so với một hình hài tật bệnh. Điều thứ ba, mình vẽ lại con đường và một đôi sự kiện để các thầy thấy là cái đức từ bi của một bậc đạo sư nó lớn là như vậy. Dù rằng đệ tử mình nó đáng rầy vô cùng, nhưng mà lòng bi mẫn mênh mông của Đức Thế Tôn vào những ngày cuối nó như vậy. Đó là đôi nét. Chúng ta giải thích một chút về con đường ngắn Đức Thế Tôn đã đi trong cái chuyến hành trình đi về Kusinara. Thế rồi mình mới trở lại vấn đề mình muốn chia sẻ. Hôm kỳ học rồi, chúng ta đã đi ngang qua mấy mục. Và trước khi đi vô nói năm ba chữ, mình xin ôn lại điều này để cho quý thầy lưu ý nha. Mình sẽ tặng cái bản đồ này lại đây cho quý thầy. Quý thầy đọc lịch sử, đọc kinh và đọc trong Đức Phật và Phật Pháp, hoặc trong Trường A Hàm, bài kinh Du Hành, để các thầy nhìn để đối chiếu những địa danh của Đức Thế Tôn đã đi qua. Điều thứ hai, khi có một cái bản đồ như thế này thì chúng ta dễ hình dung cái đoạn đường Đức Thế Tôn đi chân trần trên lưu vực sông Hằng lắm. Rồi các vị hình dung là một vị sư già đi đôi chân trần gầy gò ôm bát khất thực sau mùa ăn cư cho đến một vòng, tới đây là mùa ăn cư thứ hai, là mất một năm. Rồi từ đây, từ Vệ Xá Ly này và đi về đây là mất 3 tháng, thì các vị hình dung đoạn đường nó không phải là chuyện sung sướng gì đâu. Mình thử làm chuyện này, mình thấy là đoạn đường Đức Thế Tôn đi nó đáng cho mình kiệm đức, tri túc và tu tập. Các thầy hình dung là mình rời cái đạo tràng này, mình đến một cái trung tâm khác tổ chức khóa tu thôi. Mình chưa nói là đi ăn bụi ngủ bờ. Mà nơi trung tâm đó, cái điều kiện ăn ngủ nó, thứ nhất là nó không quen. Điều thứ hai là tiện nghi đời sống nó không đủ. Ví dụ như các vị ăn, các vị ngủ, các vị vệ sinh, các vị tắm giặt, thì nó gây ra bao nhiêu điều phiền muộn cho ta. Có khi mình rất là khó chịu, tại vì mình sống trong điều kiện đủ đầy, tiện nghi đã quen rồi. Thiếu một chút hoặc bất thường một chút là mình cảm thấy nó khó chịu. Người ngợm không tắm 5-3 ngày mình đã thấy vô cùng khó chịu. Rồi mình hình dung là đoạn đường Đức Thế Tôn đi thì các vị mới cảm thông và sống đời sống tri túc. Đâu có phải là người ta trải thảm đỏ đón Đức Thế Tôn đi. Ngài đi chân trần trong cái điều kiện nắng non Ấn Độ là một, đi sinh vừa đói vừa no là hai, rồi cái điều gì có mặt nữa? Đâu có dễ dàng để tắm giặt là ba. Rồi cái điều kiện vệ sinh trong một ngày nó cũng vô cùng khó khăn là 4. Rồi cái chuyện ngủ từng đêm giữa núi rừng, có khi nó muỗi mòng, có khi nó rắn độc. Và cái tiện nghi của đời sống, thưa các vị, vô cùng kham khổ chứ không giống như chúng ta. Và từ hai điều này các vị nhìn cái đoạn đường du hành Đức Thế Tôn từ đây tới đây mất gần một năm, từ đây tới đây mất mấy tháng, từ đây tới đây mất 3 tháng, thì các vị hình dung coi từng ngày ôm bát đi khất thực để đi về cái khu rừng hoang vắng như thế này, để rồi xả thân đi vào Niết Bàn, thì các vị thấy Đức Thế Tôn rất là kỳ vĩ. Người ta hình dung chưa có một vị giáo chủ nào có một cuộc đời hoạt động như Đức Thế Tôn cả. Và người ta cũng chưa hình dung ra được một vị giáo chủ nào có một đời sống bình dị, gần gũi và dễ thương như Đức Thế Tôn cả. Không cần phải tô son đánh phấn hay là mạ vàng gì về cuộc đời Đức Thế Tôn cả. Hãy nhìn cái đoạn đường trên bản đồ thì chúng ta hình dung được từng bước chân của Ngài rải tâm từ trên cái lưu vực sông Hằng. Thậm chí tới gần xá tuổi thọ vào Niết Bàn rồi, nhưng mà tâm từ vẫn tràn đầy đối với đệ tử
đối với ngoại đạo, đối với người đến tham học. Đó là đôi nét chúng ta nói về đoạn đường ngắn nhất mà Đức Thế Tôn đi trong cái năm cuối của cuộc đời Ngài. Rồi mình tặng cho quý thầy cái bản đồ này để quý thầy mỗi ngày lên đây ngắm nha. Tôi không biết ở đây các thầy có mê cái bản đồ giống như tôi hay không, không biết. Tôi có một cái bệnh trời cho đó là tôi thích coi bản đồ cách kỳ lạ. Cứ ngồi nhìn bản đồ thôi, không cần đọc chữ gì hết. Chỉ cần nhìn bản đồ thôi rồi hình dung ra được con đường của Đức Phật đi thôi. Đại chúng là chúng ta đã học vô bài thứ năm, và cái phần thứ nhất một la mã đó là chúng ta nói đến mùa hạ cuối cùng. Trong cái phần này thì chúng ta có A, B và C. Hôm trước chúng ta đã đi ngang qua phần thứ nhất, đó là phần A. Chúng ta đã đi ngang qua được phần B, và hôm nay chúng ta đi đến cái phần C. Phần C mình muốn thưa với các vị đó là mùa hạ cuối. Mùa hạ cuối xảy ra vào năm 484 trước công nguyên. Mùa an cư này nó có vài sự kiện đáng nhớ. Mình ghi ra đây thôi là mình nghĩ chắc cũng không cần giải thích gì nhiều. Sự kiện đầu tiên đó là Đức Thế Tôn phân tán tăng đoàn và an cư ở một nơi tại thành Vệ Xá Ly. Đó là nét đầu tiên. Nét thứ hai, mùa hạ này là kỹ nữ Ambabali cúng cái giường sò cho Đức Thế Tôn. Và cái sự kiện thứ ba đó là Thế Tôn an cư một mình với A Nan. Và sự kiện thứ tư đó là cũng trong mùa an cư này Thế Tôn bị bệnh. Đó là bốn sự kiện xảy ra và chúng ta biết. Có một cái địa danh ở trong kinh văn A Hàm thì gọi là Beluva. Beluva có nơi trong Hán Tạng thì người ta dịch là Trúc Viên. Trúc Viên này là vườn trúc, nhưng mà không phải vườn trúc tại Vương Xá Thành của Trúc Lâm Tinh Xá. Trúc Viên là một vườn trúc ngoại ô của thành Vệ Xá Ly thôi. Có một bài kinh ở trong kinh Du Hành rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Đây là cái giai đoạn Đức Thế Tôn an cư một mình với A Nan. Và hôm đó Đức Thế Tôn kêu thầy A Nan vân tập chư tăng tới. Lúc ấy ở địa phương này thóc quý đói kém nên khất thực khó được. Phật bảo A Nan: "Hãy gọi các tỳ kheo hiện ở địa phương này tập hợp ở giảng đường." A Nan đáp vâng, rồi thừa lệnh Phật kêu gọi các tỳ kheo sai gần về tập hợp hết ở giảng đường. Sau khi đại chúng trong nước này đều đã tập hợp, A Nan bạch Phật: "Đại chúng đã tập hợp, cúi mong Đức Thánh biết thời." Bấy giờ Phật rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ đã dọn sẵn, bảo các tỳ kheo: "Đất này đói kém, khất thực khó khăn, các ngươi nên chia thành từng nhóm, tùy theo chỗ quen biết, hãy đến Tỳ Xá Ly và nước Việt Kỳ mà an cư ở đó để có thể không bị thiếu thốn. Ta một mình cùng với A Nan an cư ở đây." Các tỳ kheo vâng lời dạy ra đi, riêng Phật với A Nan ở lại. Về sau trong lúc an cư, thân Phật nhóm bệnh, cả mình đều đau nhức. Phật tự nghĩ: "Ta nay cả người đều đau nhức mà các đệ tử đều không ở đây, nếu ta nhập niết bàn thì không thích hợp. Vậy ta hãy tinh cần tự lực lưu lại thọ mạng." Rồi Thế Tôn ra khỏi tịnh thất, đến ngồi chỗ mát mẻ. A Nan trông thấy vội đến bạch Phật rằng: "Nay con xem gương mặt Thế Tôn, bệnh hình như có bớt." A Nan lại nói: "Thế Tôn bệnh, tâm con sợ hãi, lo buồn thắt chặt, hoang mang không biết phương hướng, nhưng hơi thở chưa dứt, còn chút tỉnh táo, con thầm nghĩ rằng Thế Tôn chưa diệt độ ngay, con mắt của đời chưa tắt, đại pháp chưa suy tổn. Sau nay ngài không có điều gì dạy bảo các đệ tử." Phật bảo A Nan: "Chúng tăng có điều gì cần ở ta nữa? Nếu có ai tự nói
ta duy trì chúng tăng, ta nhiếp hộ chúng tăng, thì người ấy nên có giáo mệnh cho chúng tăng. Như Lai Không nói, ta duy trì chúng tăng, ta nhiếp hộ chúng tăng, vậy tại sao ta lại phải có giáo mệnh cho chúng tăng? Này A Nan, những pháp ta đã giảng thuyết trong cũng như ngoài đều đã hoàn tất. Ta không bao giờ tự xưng sở kiến thông đạt. Ta nay đã già rồi, tuổi đã 80, cũng như cổ xe cũ kỹ, nhờ lực phương tiện tu sửa mà có thể đi đến nơi, thân ta cũng vậy. Nhờ sức phương tiện còn duy trì được một ít tuổi thọ, tự lực tinh tấn mà nhẫn chịu sự đau nhức này. Khi ta không suy niệm tất cả tưởng, nhập vô tướng tâm định, thân an ổn không có não hoạn. Vì vậy, A Nan, hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác. Thưa đại chúng, đó là một đoạn ngắn ở trong cái bài kinh Du Hành của Đức Thế Tôn thôi. Qua đoạn ngắn này chúng ta thấy mấy ý rất là đặc biệt ở trong bài kinh này. Ý đầu tiên, đó là nhìn cái tình trạng đói kém của một thôn trang, Thế Tôn không nỡ để cho đại chúng tập trung lại một nơi. Vì tập trung một nơi thì, thưa các vị, cái điều kiện cúng dường của cư gia Phật tử rất là khó khăn. Tạo khó khăn cho họ là một, tạo khó khăn cho chúng thì theo là hai. Và từ cái điều này chúng ta học một cái bài học là pháp chế Đức Thế Tôn luôn không có một cái sự chắc cứng quy định là phải như thế hay như thế, mà nó là tùy duyên, tùy thời, tùy xứ, tùy duyên. Dù đó là pháp chế để quy định chư tăng phải vân tập an cư, thế nhưng mà vì điều kiện đói kém nơi cái địa phương kia, Thế Tôn quyền biến cho các tỳ kheo phân từng mảng nhỏ để có cái điều kiện an cư trong 3 tháng. Đó là bài học thứ nhất. Nếu ta học Phật mà không thông điều này thì có khi ta chấp rất là cứng về những pháp chế, về những cái quy điều do chúng ta đặt ra, chứ mình chưa nói do Đức Thế Tôn đặt ra. Ví dụ như thế này, ví dụ trong Già Lam tự viện của chúng ta, chúng ta vì muốn chư tăng an ổn tu tập, chúng ta có những cái pháp chế nó giúp để cho cái điều kiện sinh hoạt của chúng ta an ổn. Thế nhưng mà rồi cái hoàn cảnh nó thay đổi đi, hoặc là cái nhân duyên bên ngoài nó tác động, chúng ta không thể giữ gìn trọn vẹn cái pháp chế do chúng ta đặt ra. Thế thì thưa các vị, không vì lý do gì mà mình chấp nê đến nỗi là không dám vượt ngang qua, không dám mở cửa phương tiện để tạo cho cái điều kiện dễ dàng sinh hoạt cho chư tăng tu học. Đó là điều thứ nhất trong cái bài học ở đoạn kinh này. Điều thứ hai, cái lời dạy của Ngài đối với Ngã Nan rất là đặc biệt. Cái ý của một đoạn dài này chúng ta có thể chia nó ra làm những bài học cho tự thân mình. Cái ý đầu tiên đó là cả một đời Đức Đạo Sư, Ngài dạy đạo chưa hề có cái gì Ngài giữ lại cho riêng Ngài hết. Dân gian thì những ông thầy võ, ông dạy, ông còn lưu lại một miếng để phòng thân. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn dạy đạo, nếu mình đọc sâu trong kinh văn thì Đức Thế Tôn tuyên bố một câu là ta dạy đạo với bàn tay mở. Tuy nhiên có những điều Đức Thế Tôn không nói là do vì những điều đó nó không có nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm. Nó không có làm cho chúng ta phát triển được tịnh hạnh hay là thành đạt thánh quả. Những lĩnh vực nó đi vào thế giới của hí luận quyền đàm, nó không có cụ thể giúp mình thoát khỏi hay là loại trừ phiền não bất an, cho nên Đức Thế Tôn không nói. Ngoài ra là những pháp hành trì để chứng đạt thánh quả thì Đức Thế Tôn chưa hề giữ lại một cái pháp môn gì cả. Mọi lời Ngài dạy đều có công năng là đẩy mình, nuôi dưỡng mình để thành đạt được thánh quả. Cho nên tới cuối cùng A Nan thưa thỉnh những lời nó rất là phàm thường. Thế Tôn nói là ta chưa hề giữ lại một cái điều gì riêng cho ta cả. Chư tăng còn mong đợi gì ở nơi ta? Tất cả những cái phương pháp hành trì để chứng nghiệm thánh quả ta đã truyền đạt. Cái điều còn lại là các ông tu hay không tu mà thôi. Đó là bài học thứ hai trong cái đoạn pháp ngữ ngắn của Đức Thế Tôn. Bài học thứ ba, Ngài dạy rất rõ là ta nay đã già, tuổi 80, nó giống như cái cổ xe cũ kỹ. Nhờ cái lực phương tiện của thiền định, duy trì thỏa mãn, giống như người ta ràng rịch lại, tu sửa lại, chỉnh trang lại để sử dụng chiếc xe kia cho nó xứng đáng thôi. Chứ còn bản thân Ngài thì cái cổ xe tứ đại của Ngài nó đã đến cái giai đoạn là rã rượu, nó mong muốn được nghỉ ngơi, mong muốn được trả về cho các bụi. Đây là bài học mà chúng ta nên học.
để thấy rằng dù là thân Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư chứng quả chánh giác, thế nhưng mà không phải được tạc từ đá hoa cương ra, cũng không phải là khác gì với đời sống bình thường cả. Đến đi sinh diệt thân tứ đại nào cũng theo cái chu kỳ quả diệt, đó là tự nhiên. Thế cho nên thưa các vị, cái bài học này rồi mình soi lại để thấy trong cái dòng chảy của thiền tông cũng thế. Các vị thiền sư già tới lúc sắp bỏ thọ mạng rồi, thế nhưng mà thấy cái duyên làm đạo nó vẫn chưa viên mãn, cho nên các ngài có thể duy trì thọ mạng. Thế nhưng thấy cái duyên làm đạo mãn rồi thì các ngài an tường xả bó thân vào cõi vĩnh tịch thôi, chứ không có lưu luyến gì cả. Và nếu mình học được bài học này thì mình sẽ làm được một điều giống như là thần hội thần tình bất động trước cái đến cái đi của lục tổ quay năng thôi. Bằng không thì thưa các vị, mình cũng không khác gì nhân thế. Thầy mình bệnh, thầy mình ra đi, mình cũng khóc bù lu bù lo. Thế thì nó vô cùng là trần tục. Tôi không biết là có khi nào các vị nghe sư ông Trúc Lâm bệnh mà các vị chảy nước mắt chưa. Tôi nghĩ chắc bên mấy thầy kiếm nước mắt hơi khó, nhưng mà bên mấy cô thì chuyện đó chưa bảo đảm được. Thưa các vị, là trong đời tu của tôi chứng kiến nhiều điều. Tôi có một cái suy nghĩ rất là nghịch, đôi khi không biết có phải là bất hiếu hay không, nhưng mà tôi suy nghĩ một cách rất là lạ thế này. Khi còn sống á, mình cư xử với nhau hết tình, nhưng mà khi sư ông nằm xuống hoặc là khi thầy mình chết rồi thì thưa các vị, chẳng cần phải linh đình lễ hội, cũng chẳng cần phải làm văn tế ruồi làm cái chi. Tại vì việc đáng làm đã làm, các bậc thánh đều đến và đi xả bỏ hình hài tứ đại, không ai giữ được. Thế thì mình hãy liễu đạt một chút về giáo nghĩa vô thường của Đức Thế Tôn, chấp nhận chuyện đó rất là bình thường. Điều thứ hai, bản thân của những vị đạo sư hay những vị thầy, họ có năng lực thực sự thì họ đến đi tự tại. Và cái chuyện gì nó có mặt giữa thần gian này, nó đều được ánh sáng của mặt trời soi sáng cả. Mình không cần phải tô vẽ, không cần phải đánh bóng, không cần phải làm cái gì thêm cả. Thế nhưng mà bây giờ mình đã đi rất là nhiều cái đám đình của các vị thầy lớn. Mình nói ra đây nó có một chút mất lòng nhau, nhưng mà điều này là cái hiện thực rất là phổ biến trong đời sống tăng già của chúng ta. Có những bậc thầy, thưa các vị, họ ra đi nó quằn quại trong nỗi đau, và cả một đời tu họ thì không có công hạnh gì đáng để cho người sau, đáng để cho người sau quý kính cả. Tất nhiên là những người càng gần thì càng biết rõ điều này, những người xa thì có khi không biết. Thế nhưng mà rồi ông nằm xuống thì thiên hạ hè nhau viết văn sớ, viết tiểu sử, nào là thầy tôi thị hiện thị tịch nhập niết bàn, nào là thầy tôi an nhiên thị tịch, nào là thầy tôi xả bó thân trả về cho các bụi thần thái thông dong an trú trong pháp thân tịch diệt. Những cái từ nó rất là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực thì ổng ra đi quằn quại vì tiếc tiền, tiếc của, tiếc chùa. Rồi thậm chí là cái cơn bệnh nó còn tệ hại hơn những người nhân thế nữa. Thế nhưng mà người ta vẽ ra những điều đó nó vô cùng là phi lý. Rồi người ta hè nhau lại, người ta làm đình làm đám, thưa các vị, đứng 6-7 tiếng đồng hồ để tụng một thời kinh, hoặc để phát tang, hoặc để làm cái lễ khiển điện vân vân, thưa các vị. Nó rất ư là đình đám. Rồi mình làm như thế, tất nhiên là nó có một phần lợi, đó là làm cho cái đám đình của vị thầy kia nó rất là quy mô, rất là trọng thị, kích phát niềm tin cho một số Phật tử, người ta quen với cái chuyện tôn sùng hình thức. Thế nhưng mà kỳ thực là với con mắt của người có trí thì người ta thấy điều đó nó ngô nghê. Với con mắt người học Phật sâu á thì thưa các vị, càng thấy những điều đó nó vô cùng là lừa dối nữa. Thậm chí mình nói cái chuyện đời thường thôi, sống thì họ xử xử với nhau nó không có chút nghĩa tình chi cả. Thế nhưng mà chết rồi thì bà con láng giềng và con cái họ nó vân tập về, nó khóc ỉ eo đủ thứ ngôn ngữ âm thanh thương mến. Rồi cuối cùng khi bố nó đưa ra hay là mẹ đưa ra lò thiêu rồi thì nó hè nhau, nó mầm nhau để nó chia tài sản. Và đời sống mình á, thưa các vị, đôi khi mình cũng bị cái tác động xã hội nó đi vào trong cái đời sống ở nhà chùa. Cho nên cái điều này chúng ta nên nhìn lại gương Đức Thế Tôn để mình tránh. Đức Thế Tôn đến và đi trong cuộc đời này dạy đạo bằng tất cả tấm lòng với bàn tay mở rộng. Và cái điều Ngài ân cần dạy đó là tất cả những điều ta dạy các ông, ta đã dạy hết.
Cái chuyện còn lại là các ông hãy hành trì và chứng nghiệm thánh quả, chứ không phải là cái chuyện phải suy tôn hay là đình đám gì cả. Dần dần các vị đọc trong du hành, các vị thấy lời di huấn của Đức Phật rất là tuyệt vời. Đó là đôi điều chúng ta nói về những cái sự kiện lớn xảy ra trong mùa ăn cư cuối của Đức Thế Tôn. Và trong cái pháp ngôn ngắn này của Đức Thế Tôn rất là hay. Hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi chánh pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác. Thế nào là thắp sáng mình, thắp sáng bởi chánh pháp? Đây nó có liên hệ đến một câu kinh Pháp Cú rất là hay, thưa quý thầy. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần và sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh, chẳng trở lại tử sinh. Người ta trích những cái đoạn huấn ngôn này để nó hình thành những cái câu kệ ngôn Pháp Cú như thế này rất là hay. Cái đoạn huấn ngôn vừa rồi ấy, nó được kết tinh thành 4 câu Pháp Cú như thế này. Đây là câu Pháp Cú thứ 200. Mình giải thích đoạn huấn ngôn này và kiếm chuyện làm ăn câu giờ rồi đã. Hãy tự mình thắp sáng mình, thắp sáng với chánh pháp, không thắp sáng này cái khác. Tôi nghĩ là nếu quý thầy đọc vô A Hàm thì bài kinh này rất là hay. Đời sống ta thì ta thắp sáng mình, hay nói một cái từ nó dễ hiểu, đó là mình tạo những cái sở hữu để làm cho đời mình sáng chói bằng của, tiền, vàng, bạc, vật chất, lợi danh hoặc là người thân, gọi là tôn vinh mình bằng những vật dụng bên ngoài. Thế nhưng mà đệ tử của Đức Cồ Đàm, thưa các vị, thắp sáng mình, tức là tự trong sạch mình, tự làm sáng mình bằng con đường của chánh pháp, thấm nhuần thân tâm, chứ không có cái sở hữu gì bên ngoài thêm cả. Khí giới thì nó làm sáng được dòng sát đế lị, mũ miệng thì nó làm cho nhà vua sang trọng, và người đời thì họ cần của cải tài sản để họ có cái niềm tự hào. Thế nhưng mà với người tu, thưa các vị, mình tu chưa giỏi thì cái niềm tự hào của người tu đó là năng lực trí tuệ của anh, khả năng hiểu biết Phật Pháp của anh, đó là cái mức độ cạn. Nếu có phải tự hào thì hãy tự hào ta là người đệ tử Đức Thế Tôn, biết những lời dạy Đức Thế Tôn. Tự hào thứ hai nó cao hơn, nhưng mà cái niềm tự hào của người tu càng dâng lên hay càng đi vào chiều sâu á, thì cái điều kỳ lạ là người ta càng khiêm tốn. Dùng cái từ tự hào để nói, để biểu đạt cái năng lực tự tu thôi, chứ còn đúng ra càng đi vào chiều sâu thì cái sự tự hào nó lơi rụng thôi. Điều thứ hai, người tu thực sự á, thì họ biết thắp sáng vào bằng chánh pháp, nghĩa là họ làm cho chánh pháp nó lưu nhuận nơi thân tâm họ, làm cho phẩm chất đạo đức của họ nó càng ngày nó càng dâng lên cao. Đó là cái điều thứ hai phải làm. Và điều thứ ba, thưa các vị, trên con đường tu á, cái điều thành đạt cuối người tu là chứng nghiệm được những cái tầng thiền định, chứ không phải là thành đạt cái gì bên ngoài cả. Quay vào bên trong để chứng nghiệm những cái tầng thiền định của chính tự thân anh. Đây là cái con đường tự ta làm hòn đảo cho chính ta, tự ta thắp sáng đời sống của chính ta bằng năng lực chánh pháp, năng lực thiền định, và loại trừ sạch nhẵn tất cả những cấu quế của tâm anh, để ngay trong hiện đời anh có thể chỉ vào hình hài, anh nói một câu là sinh đã tận, tham hành đã thành, việc đáng làm ta đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Đó là huấn ngôn của Đức Thế Tôn trong đoạn cuối dạy cho chúng ta điều này. Rồi mức độ cạn, các vị hình dung là cái thế giới phù hoa các thầy sống ở trong xã hội đời thường này, họ muốn chứng minh họ thứ nhất là có tài, thứ hai có tiền. Và cái tài của họ không phải là cái tài đi vào chiều sâu giáo lý, mà cái tài của họ đó là cái tài lăng xăng, khoe mẽ, giao tế với xã hội đời thường. Chừng như người ta đánh giá ông thầy giỏi là ông thầy khéo liên hệ, quan hệ với nhiều Phật tử để được Phật tử thương mến, được gọi là thầy có tài. Nghĩa là cái cách ứng xử lấy lòng là một nè, thu phục nhân tâm là hai nè. Để chứng minh cái khả năng giao tế của mình giỏi là một, chứng minh là mình có của cải tài sản là hai, có chùa cao Phật lớn là ba, có đồ tôn đệ tử nhiều là bốn. Rồi thưa các vị, thường người ta đi vào cái hướng đó, nhưng mà kỳ thực những hướng đó nó không có làm cho đời sống một thầy tu sáng. Tại sao? Tại vì cái tham, cái sân, cái si nó còn trong anh,
cái bất an, ưu tư nó còn tràn đầy trong tâm thức anh, cho nên anh không có được cái trạng thái hay là không có được cái dung diện an tĩnh, bình ổn, trong sáng và có được năng lực của định, của tuệ gì cả. Chắc như vậy. Là một ông thầy hay là một sư cô mà nếu mình lăn xăng đi vào cái con đường đó thì thưa các vị, tối và không bao giờ sáng. Các vị để ý coi những vị thầy mà đi vào con đường thế trần, thủ đắc lợi danh đều là những người chìm ngập ở trong cái ưu tư, lo lắng, bất an, vì tham sân si nó còn bên trong tâm thức, chứ không có gì tránh được điều này cả. Thế rồi con đường thứ hai, con đường nó làm cho người tu thực sự sáng, đó là con đường anh quay vào bên trong. Anh có được cái năng lực nội tỉnh, có được chánh niệm, có được định hay là có được tuệ giác, thì dù là bên ngoài anh không có đệ tử nào đi theo, anh không có của cải, anh không có biểu hiện đời sống anh có cái gì xa hoa và giàu sang gì cả, nhưng con người đó cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái sự trầm ổn, bình tĩnh, tĩnh lặng, an tượng, họ họ sáng chói vô cuộc đời. Mình mà có một con mắt để giảng trạch, để phân định thì nhận diện ra được hai hạng sáng và tối như thế này thôi. Đó là mình căn cứ trên cái lĩnh vực đời thường mà nói về sáng tối của một ông thầy. Thế rồi trong câu kinh Đức Thế Tôn dạy là thắp sáng ta bằng chánh pháp, thắp sáng ta bằng cái con đường quay vào bên trong để làm cho mình sạch hết lậu hoặc phiền não, chứng nghiệm thánh quả là như vậy. Và thưa các vị, lời Đức Thế Tôn chưa hề có một lời nào nói dối cả. Có điều mình chưa có nỗ lực tự tu, mình chưa có hoạt năng lượng về bên trong để làm cho đời sống mình nó an tường tĩnh tại, hay là niệm định nó càng ngày càng dày lên, cho nên mình cảm thấy là cuộc đời mình cần rất là nhiều thứ bên ngoài để nó vá víu, để nó làm đầy đời sống bên ngoài của mình. Mình sợ là mình không có danh gì với núi sông, mình rất là ngại ngần khi người ta hỏi mình không có cái địa vị chi cả. Mình cảm thấy thấp thỏm vô cùng khi mình là một ông tăng bình thường. Nhưng mà thưa các vị, bình thường hay là cao vời không phải đánh giá vào những cái phụ tùng bên ngoài của anh đâu, mà cao vời hay là bình thường được đánh giá từ cái chiều sâu nội tâm tu tập của anh. Thế cho nên đúng với lời dạy Đức Phật là ta thắp sáng mình bằng ánh sáng với chánh pháp, thì tự nhiên các vị dù là phàm tăng không ai biết, nhưng mà chư thiên biết, các vị thánh nhận ra cái năng lực tĩnh tâm của các vị, cái năng lực định của các vị tỏa sáng giữa không gian. Đó là đôi điều chúng ta nói về những sự kiện quan trọng trong mùa hạ cuối Đức Thế Tôn và những lời dạy đầy thiết thực để cho người tu chúng ta đi vào. Và chúng ta đi đến cái phần thứ hai là mã đường về phương Bắc hay là Tây Bắc cũng đúng nữa. Các vị thấy phương Bắc là từ thành Vương Xá tới qua thị thành, qua bên kia sông Hằng. Từ bên kia sông Hằng, tức là từ mạng Bắc sông Hằng, thì Đức Thế Tôn đi về Tây Bắc chứ không phải là đi thẳng về hướng Bắc. Và nếu quý thầy nhớ một đoạn kinh ở trong kinh Du Hành, thì Đức Thế Tôn đến bờ sông Hằng, đêm đó ngài nghỉ lại. Sáng hôm sau ngài kêu A Nan, ngài nói A Nan, ông có biết không, ban đêm á, các vị thiên thần trong cái vùng thành phố này họ đứng đầy dãy cả hai bên bờ sông Hằng, họ phân bố, tức là các vị thiên thần họ đang trấn ngự ở vùng này rất là đông. Đây là một cái điềm triệu là kinh đô sẽ dời về nơi đây, và một thành phố nó sẽ rất là thịnh mậu vào trong tương lai ở nơi đất này. Và kỳ thực sau khi Thế Tôn Niết Bàn không bao lâu thì A Xà Thế Vương thôn tính dân Bạc Kỳ dời cả đế đô về Hoa Thị Thành. Hoa Thị Thành nó nằm gần bờ sông Hằng hơn, Vương Xá thì nó nằm cách bờ sông Hằng tới mấy ngày đường, thưa các vị. Và từ cái bài kinh này nó cho chúng ta một cái bài học như thế này. Thưa các vị, là con mắt phàm của chúng ta thì chúng ta không thấy, thế nhưng mà con mắt của các bậc thánh giả thì cái vùng nào thịnh, vùng nào có linh khí, vùng nào phát triển thì các ngài nhìn thấy. Do vì nơi đó là cái nơi nó phát ra một loại năng lượng rất là lành thiện của một vùng dân cư, cho nên các vị hộ pháp thiện thần thường cư trú ở vùng đó. Rồi từ cái điều đó chúng ta quy chiếu lại cái điều chúng ta ứng dụng nó trong đời sống già lam. Kỳ thực là già lam tịnh địa, nơi nào mà có năng lượng lành thiện của chư tăng tu tập thì nơi đó hộ pháp thiện thần dây quanh yểm trợ. Vùng đất nào mà dân cư
họ có thiện nghiệp nhiều thì nơi đó hộ pháp thiện thần cũng có mặt rất là đông, và sự có mặt của các ngài nó đang xen với giao thoa làm cho năng lượng lành nó cùng có mặt để cái vùng đất nó trở thành phồn thịnh. Còn nơi nào dân chúng ác nghiệp rất là nặng thì cả một vùng bóng tối nó phủ đầy, hộ pháp tiện thần không dám ghé, và những cái loại như ngạ quỷ hay là tất cả những cái loại năng lượng xấu ác nó có khả năng nó chiêu tập tất cả những loài quỷ đói hay là những loại hoạn họa tai ương tật ách, nó đều có mặt nơi những cái vùng đất mà có nhiều năng lượng xấu ác. Và ngay nơi cái bờ sông Hằng, một đêm Đức Thế Tôn nhìn thấy các vị thiện thần họ phân bố ra những cái vùng để canh giữ. Thế Tôn tiên đoán thì sau đó thời gian không bao lâu thì vùng đó trở thành một đế đô rất là hưng thịnh, kéo dài tới mấy trăm năm thưa các vị. Đó là bên bờ sông Hằng ở Hoa Thị Thành mà chúng ta biết. Thế nhưng mà chúng ta đi vô phần A để nói chuyện lang thang hoài, nó không đi vô được bài học. Chúng ta nói đến các địa phương Thế Tôn đi ngang qua. Cái điều đầu chúng ta nói đến những địa danh. Phần này dành cho quý thầy đọc trong kinh tra khảo thưa Đức Thế Tôn đi ngang qua những địa danh gì. Phần thứ hai, có những bài kinh rất là hay mà chúng ta nên học. Đó là bài kinh Bảy Phương Pháp. Mình nghĩ đây là một bài kinh rất là quan trọng. Quý thầy còn nhớ là trước khi Thế Tôn qua sông Hằng, A Xà Thế Vương sai một vị đại thần tên là Vũ Xá đến tham vấn với Đức Thế Tôn. A Xà Thế Vương nói ông hãy tới hỏi Đức Thế Tôn rằng ta có thể cử quân đánh dòng họ Bạc Kỳ để tóm thâu nước Vesali được không? Vesali được không? Thì khi đại thần Vũ Xá đến hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi đó, nếu mà chúng ta thì chúng ta sẽ trả lời được hay không được. Thế nhưng mà thưa các vị, lời của đấng đạo sư khác thường so với chúng ta. Ngài không có trực tiếp trả lời những nhà chính trị họ được hay không được gì cả. Tại sao? Nếu trả lời không được rồi A Xà Thế Vương cử quân đi đánh rồi thắng trận, thì ông nói là Đức Thế Tôn là người được vương quốc Ma Kiệt Đà yểm trợ, là một bậc thầy của cha mình và của thời mình. Thế mà Đức Thế Tôn không có nói thật. Thế Tôn không có nhớ cái ơn, không có nhớ cái cựu tình đối với dân chúng của Ma Kiệt Đà. Thế thì không xứng đáng là một bậc đạo sư. Cho nên không nói được mà không nói không được, không có trả lời cách xác định. Mà Đức Thế Tôn dùng một cái phương pháp là hỏi A Nan những cái điều trong nội tình của bộ tộc Vajji, tức là Bạc Kỳ. Thế Tôn hỏi câu hỏi đầu là A Nan, ông có nghe là dân chúng nước Bạc Kỳ họ có thường nhóm họp, họ có bàn luận chính sự hay không? A Nan nói giờ bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ họ thường nhóm họp và thường bàn quốc sự. Thế Tôn nói thế thì đó là một quốc gia phú cường, không có lý do gì để diệt họ được. Điều thứ hai, ông có nghe nói là dân chúng nước Bạc Kỳ, vua tôi trên dưới hòa thuận, hội họp chính sự trong cái tinh thần hòa hợp và giải tán trong cái tinh thần hòa hợp không? A Nan nhân bạch Thế Tôn, con có nghe, từ vua tới quan, họ trân quý nhau, họ thương yêu nhau, lớn thì kính mà nhỏ thì nhường, cái tinh thần hòa hợp rất là cao, họ họp bàn chính sự trong cái tình hòa thuận thân ái, rồi họ giải tán trong cái thân tình hòa thuận. Thế Tôn nói thế thì đó là một quốc gia còn đang hưng thịnh. Điều thứ ba, Thế Tôn hỏi là dân của nước Bạc Kỳ họ có tôn trọng pháp luật, họ có hiểu rành rõ về pháp luật, pháp chế của nhà vua ban hành không, họ có tuân thủ hiến pháp của quốc gia quy định không? A Nan nha bạch Đức Thế Tôn, dân chúng nước Bạc Kỳ họ hiểu rõ ràng về pháp chế pháp lệnh của nhà vua, họ tuân thủ một cách nghiêm túc. Thế Tôn nói thế thì đó là một quốc gia đang cường thịnh, không thể thắng họ dễ đâu. Điều thứ tư là dân chúng Bạc Kỳ họ có thương yêu cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ cha mẹ. A Nan bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ rất là hiếu thuận với cha mẹ,
phụng dưỡng, kính thờ cha mẹ. Điều thứ năm là dân Bạc Kỳ có tôn trọng tông miếu, tôn trọng đền đài anh linh chiến sĩ người đã có công với quê hương đất nước không? Anh An nói giờ bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ rất kính trọng những người có công với đất nước, họ thờ những cái miếu tự thần thánh rất là đàng hoàng. Điều thứ sáu là những người con gái Bạc Kỳ họ có trinh chánh, họ có thanh tịnh, thậm chí là trong những cuộc vui chơi đùa giỡn họ cũng không có sự là thiếu lễ độ. Anh An nghe bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ những người con gái rất là trinh chánh, rất là trong sạch, họ là một người con gái có đầy đủ những đức tính tốt, và khi họ có chồng thì họ là những người mẹ rất là tốt lành. Thế rồi điều thứ bảy, Thế Tôn nói là dân Bạc Kỳ họ có kính trọng những vị sa môn, những bậc thầy, để cho những bậc thầy đó từ xa có thể đến quốc gia đó cư trú không, giống như vùng đất lành chim tìm về không. Anh An nói là bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ họ được cái đức tánh đó. Thế Tôn xác định là nếu dân Bạc Kỳ còn giữ được 7 điều như thế thì đất nước họ rất là hưng thịnh, không có quốc gia nào có thể xâm lăng họ được. Thế thì các vị hình dung là 7 phương pháp mà Đức Thế Tôn liệt kê ra đây, và dân Bạc Kỳ đã sống trong cái thời cách chúng ta tới 26 thế kỷ, nó tương đương với những cái nền hành chánh tự do như hiện tại hay là nó thấp hơn? Thưa các vị, có khi nó còn hay hơn những nền hành chánh tự do của hiện tại. Điều thứ nhất là gì? Là hội họp trong cái tinh thần hòa bình tự do, không có chèn ép, không có phe phái, không có độc tài. Điều thứ nhất nó có mặt rồi. Điều thứ hai là trong nội bộ lãnh đạo, tức là trong nội các một chính phủ á, họ không hề chia 5 phe 7 phái, không hề giành nhau đấu đá nhau về vấn đề quyền lợi, về vấn đề chi cả, mà vì cái tinh thần của quốc gia lên trên, vì cái sự phát triển phú cường của một quốc gia lên trên. Thế thì cái điều thứ hai này đủ để làm cho một quốc gia hưng thịnh rồi. Rồi cái điều thứ ba, tôn trọng pháp luật, thông suốt được pháp luật. Thưa các vị, nếu nhà nước thiết lập được hiến pháp cho nó rõ ràng và pháp luật nó sáng tỏ và mọi người dân đều biết, thế thì nhà nước không dám vi phạm cái chủ quyền hay là vi phạm vào tự do của người dân, rồi người dân cũng rất là tôn trọng cái tinh thần luật pháp của nhà nước quy định, của chính quyền quy định. Thế thì tự nhiên nó hình thành một khối đoàn kết của toàn dân, không hề có cái tình trạng chèn ép cửa quyền và phá vỡ cái nền tự do của từng cá nhân trong quốc gia. Thế thì đất nước nó phú cường thôi. Mình thử hình dung nếu có một quốc gia, mình làm bàn một chút cho vui thôi, nếu có một quốc gia họ coi dân là kẻ thù của họ thì cái chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, bình thường dân kinh sợ, thế rồi chiến tranh mà xảy ra, ngoại xâm mà xảy ra thì người dân họ quay lưng lại, rồi chính quyền làm sao có thể điều khiển được, làm sao có thể vận dụng được cái tính đoàn kết của toàn dân để có thể đối kháng được với ngoại xâm. Anh coi người ta là kẻ thù thì dân nó sẽ coi là anh là kẻ thù. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi. Và một đất nước mà luật pháp không nghiêm minh, người trên có quyền đàn áp kẻ dưới và dẫm bừa lên luật pháp do chính phủ đặt ra, thế thì thưa các vị, người dân sống trong một quốc gia đó là họ đang là những người tù nhân đang bị treo án chứ không có quý gì cả. Không biết là họ sẽ bị ở tù lúc nào. Thế thì mình hình dung là cái nền cơ chế hành chánh nào như thế thì họ tự phá sản ngay từ gốc của họ. Rồi cái điều thứ tư, nơi đây dạy là hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng. Thưa các vị, là cái tinh thần đạo đức nó được có mặt ở trong đời sống gia đình. Và khi đời sống gia đình thấm nhuần được cái tinh thần đạo đức như vậy thì chắc chắn là nuôi được những người con thông minh là một, trung trinh với quốc gia là hai, và họ sẽ là những người chiến sĩ vô cùng là yêu nước, bảo vệ quê hương, và họ sẽ là một người công dân mang đến niềm vui hạnh phúc cho xã hội. Và xã hội như thế thì chắc chắn là những cái bất công không có, tệ nạn trộm cắp không có. Thế thì đó là một xã hội vô cùng yên bình. Rồi cái điều thứ năm là tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần. Cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm về vấn đề là đối với những quốc gia mà nền văn minh đạo đức họ thực sự có mặt thì họ
kính trọng cái truyền thống lịch sử quá khứ, tức là đối với những vị có công với quê hương đất nước, họ luôn thể hiện cái lòng kính trọng của họ. Họ không có phá vỡ hết cái văn hóa của ông cha ta đã từng xây dựng. Đối với công sức của các bậc tiền nhân xây dựng nên quê hương đất nước, họ hết lòng kính trọng là một. Họ giữ gìn những cái điều tốt đẹp của nền văn hóa quốc gia họ là hai. Và họ không đặt cái lợi nhuận trên cao để họ phá vỡ hết cái nền tảng đạo đức của quốc gia là ba. Thế thì đất nước đã phú cường. Rồi cái điều thứ sáu, đó là những người đàn bà trinh chánh, không có tạp quế, cho đến trong cái sự vui đùa nói năng cũng không có tà vại. Thì các vị hình dung là những người đàn bà, họ là những người cầm quyền quyết định về cái sự vận hành đạo đức trong một gia đình. Họ là những người sinh con, trực tiếp giáo dục những đứa con. Nếu đó là con trai thì nó có thể trở thành những vị minh quân, những đứa con hiền hiếu. Thế thì cái đơn vị gia đình á, nếu mà nó vỡ đi cái nền tảng đạo đức, thế thì nó sẽ tạo thành một cái xã hội không đạo đức. Người đàn bà mà lừa dối là một nè, độc ác là hai nè, thì làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ, làm cho đứa con họ sinh ra ảnh hưởng rất là lớn và mang họa hại vào cho xã hội. Họ sinh ra những đứa con thay vì là những bậc thánh hoặc những người công dân tốt cho xã hội, thì họ sẽ sinh ra những đứa con nó trở thành những cái tên tướng cướp, hoặc là nó sẽ trở thành những tên Hitler của xã hội. Thế thì nó đổ vỡ luôn cả nền móng xã hội. Mà trong một quốc gia như nước Bạc Kỳ, những người con gái trinh chánh, không tạp quế, thanh tịnh, thậm chí trong lúc vui đùa cũng không có tà vại, thì các vị hình dung một xã hội như thế thì nó cường thịnh đến độ nào. Điều thứ bảy là một đất nước nó lành thiện như vậy, để cho những bậc học giả, những bậc có tài, họ nghe vùng đất đó có thể sử dụng được tài năng của họ, có thể có được cái môi trường để họ quảng bá đạo lý là một, mở rộng pháp môn tu tập là hai. Thế thì các vị hình dung ra là cái vùng đất đó tự nhiên là chiêu dụ rất là nhiều anh tài về. Một đất nước như thế thì không thể không phú cường được. Đó là bảy phương pháp làm hưng thịnh cho một quốc gia. Từ bảy phương pháp Đức Thế Tôn gợi ý để cho Đại Thần Vũ Xá về tâu lại với A Xà Thế Vương. Thế Tôn mới kêu A Nan là chiều nay ông phân tập đại chúng về, ta nói cho các ông nghe về bảy phương pháp làm cho chánh pháp không suy thoái. Nếu mình nói ngang đây mình dừng thì quá ra mình đi vô lĩnh vực nhân gian không sao, cho nên phải có bảy phương pháp. Thưa các vị, bảy phương pháp làm cho chánh pháp không suy thoái thì nó cũng giống như bảy phương pháp làm cho hưng thịnh một quốc gia. Điều đầu tiên là tăng già và không có nhóm họp trong cái tinh thần hòa hợp, giải tán trong tinh thần hòa hợp, thế thì chánh pháp không hưng thịnh . Ví dụ như trong Già Lam tự viện của ta, và chúng ta quen với cái văn hóa Việt Nam, nó là bằng mặt mà không bằng lòng thì chuyện gì xảy ra? Thầy nói chị cũng gật cả, nhưng mà trong lòng mình thì mình chống đối đó, thế thì chuyện gì? Thưa các vị, là tổ chức tăng già, tổ chức Già Lam hay tổ chức tự viện không phát triển được. Các vị mà không có thành một khối để tu tập hòa thuận với nhau như nước với sữa, thì chắc chắn một điều là sinh hoạt của tăng chúng không thể đẩy lên cao được. Là mỗi người là một giọt dầu sống ở trong một cái nồi nước, thế thì các vị hình dung với chúng ta làm sao mà sống được. Cho nên điều đầu tiên làm cho chánh pháp hưng thịnh, đó là chưa nói tăng già rộng trong một phạm vi Già Lam thôi. Các thầy mà bằng mặt không bằng lòng với nhau thì cái điều đó nó là một cái loại điềm triệu làm cho Già Lam suy thoái. Rộng hơn trong một tông môn. Thưa các vị, nếu mà chúng ta kỳ thị với nhau, ganh tị với nhau, phân hóa với nhau thành từng mảnh vụn, thì cái điềm triệu đó nó cũng báo cho chúng ta biết là tông môn suy lụng . Thế hệ sư ông gầy dựng, thế hệ thứ hai các thầy có cơm ăn áo mặc để tu, có chùa để ở, thế hệ thứ ba thì mỗi người ôm cái y đi khắc thực sống thôi, chứ còn không thể có một cái trung tâm tập trung lại để có sự hài hòa, có sự an lạc để cộng tu với nhau. Rồi rộng hơn trong một đại khối của đạo Phật, mình hình dung là nếu chư tăng không có chấp nhận nhau, không có sống với nhau bằng cái tinh thần hòa hợp, không có lấy chánh pháp làm nền tảng thấm nhuần thân tâm để tu, thì các thầy làm cái chi? Làm cho gia tài thánh giáo của Như Lai vỡ ra từng mảnh,
chẽ hình hài của đạo Phật ra từng phân vuông nhỏ, rồi mỗi một người đi theo một cái hướng lợi, hướng danh vân vân, làm cho người ta không phải mạ lị, hay là người ta không phải sỉ vả một nhóm chư tăng, mà ta sỉ vả luôn cả gia tài thánh giáo Như Lai có mặt trong cuộc đời. Tự thân mình không khoác pháp phục Như Lai thì tha hồ anh làm chi cũng được. Thế nhưng mà đã khoác pháp phục Như Lai, thế thì cái điều đầu tiên ta phải nhìn cái đại cuộc, cái dòng chảy lớn, chứ không phải là nhìn đời sống của riêng mình, hay là tìm cái an nhàn của cá nhân, của tự viện không, mà ta còn có trách nhiệm luôn với một dòng chảy của đạo Phật có mặt trên trần đời này. Một dòng nước, thưa các vị, nó tắt rất nhanh, một đốm lửa người ta dập rất dễ, nhưng mà một dòng trường giang thì không ai ngăn được cả. Và cái dòng chảy chư tăng còn cho tới hôm nay, chánh pháp Thế Tôn còn có mặt, không phải một thầy hay một dòng tu hay một pháp môn, mà nó là cái sự cộng thông cuồn cuộn chảy của ngàn vạn pháp môn đổ về. Nó do nhiều sắc thái của đạo Phật cùng có mặt trong cái dòng chảy thánh giáo của Phật, chứ không phải chỉ một nhánh của chúng ta hay là một nhánh của truyền thống mà còn tồn tại. Thế cho nên càng đi lên chiều cao thì ta càng phải thấy là bảy phương pháp của Đức Thế Tôn này, chúng ta điều đầu tiên là phải sống hòa hợp trong tăng đoàn trước cái đã. Và nếu mình chưa làm được điều này thì nhiều lắm mình chỉ làm thầy tu kiếm cơm ăn qua ngày thôi, thưa các vị. Mình sống cho riêng mình thôi, rộng hơn mình sống cho chùa mình thôi, rộng hơn nữa mình sống cho tông môn mình thôi, chứ mình không thể mở rộng vòng tay để sống được với cái cơ thể trọn vẹn của đạo Phật, hay là với cái dòng sông đạo Phật được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nếu chư tăng hợp nhau mà không có trên kính dưới nhường, thương yêu nhau như ruột thịt, thì thưa các vị cũng không thể làm cho chánh pháp hương thịnh được. Điều thứ ba, thưa các vị, là nếu học hạnh của một thầy tu cạn nhất là quy nghi, sâu hơn là luật chế, và nếu mình không thông tỏ, mình không có gìn giữ được phạm hạnh quy nghi, thế thì thưa các vị, cả một gia tài thánh giáo hay là cả một đoàn thể tăng già, nó không có cách gì để vươn lên, để hưng thịnh được cả. Chưa nói gì về cái tinh thần của luật tạng Đức Thế Tôn chế định mình phải học vô cho sâu, mức độ cạn thôi. Quy nghi một ông thầy tu thôi, các vị hình dung là một ông thầy tu, áo thì thầy tu, đầu thì thầy tu, thế nhưng mà đi đứng không phải ông thầy tu, thế thì làm sao? Ăn uống càng không ra vẻ ông thầy tu thì làm sao? Nói năng càng không ra vẻ ông thầy tu nữa, thế thì các vị làm đổ vỡ luôn niềm tin của Phật tử tín đồ đối với cái chiếc y của Đức Thế Tôn. Rồi chưa nói chiều sâu của tâm thức ta, tham sân si còn tràn đầy, nói năng ra thì không khác người thế tục, khởi tâm động niệm thì tràn ngập phiền não bất an ganh tị. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là làm tội làm tình cho đạo Phật vô cùng. Thế cho nên điều thứ ba là thấu đạt được những pháp chế Như Lai quy định. Tối thiểu thì quy nghi tế hạnh của một thầy tu phải gìn giữ, và niệm định tuệ là cái đỉnh của tất cả người tu, ta phải thành đạt thôi. Anh chưa cần làm được chi nhiều, anh chỉ cần có được năng lượng định, có được cái sự an tường tỉnh đại trong lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, lúc hành xử. Và dần dần từ cái thực tập bên ngoài rất là cạn cái quy nghi đầm thấm bình ổn của một ông thầy tu, rồi mình mới làm cho cái năng lượng nó chuyển vào bên trong để mình gột trừ được những cái tập khí của mình. Bên ngoài chưa làm thì bên trong tập khí không có cách nào chuyển được cả. Điều thứ tư là kính thờ tỳ kheo có năng lực hộ chúng, nhiều người biết đến. Thưa các vị, là Phật dạy là đối với những vị tỳ kheo có năng lực hộ chúng, nhiếp chúng, thì chúng ta phải vô cùng quý kính. Thế nào là hộ chúng và nhiếp chúng? Nói một cách tỏ tường dễ hiểu, đó là những người có đạo hạnh là một, có khả năng giúp đỡ người khác, nuôi dưỡng người khác, bồ đề tâm là hai. Người đó có thể là được đại chúng quý kính, nhưng mà không có địa vị chi lớn ở trong tăng chúng cả. Nhưng mà đối với những vị như thế, thì thưa các vị, nếu có điều kiện thì chúng ta mời họ về, thân cận với họ, tu tập, thế thì họ nuôi dưỡng được, họ xây dựng được đại chúng. Và đối với những người như thế thì dù họ không phải là hàng trưởng lão, họ là một vị tỳ kheo mới thọ giới thôi, thế nhưng mà có năng lực như thế thì chúng ta phải vô cùng quý trọng.
Điều thứ năm là phát khởi tâm niệm lấy sự hiếu kính làm đầu. Trong nhân gian cũng thế, trong đạo cũng thế. Thưa các vị, hiếu là đức đầu tiên. Ví dụ như mình là một người đệ tử, mà đối với thầy vị khai sinh ra pháp thân mình mà mình không hiếu thì thưa các vị, đừng nói những hạnh tốt khác mà mình có thể thực tập được. Cái hạnh đầu nhất của người tu đó là hạnh hiếu. Ở đời anh phải có hiếu với bố mẹ, thì đi tu anh cũng phải là người có hiếu với người đã sinh ra pháp thân của anh. Mà anh không thiết lập được nền tảng này thì anh hủy phá tất cả những hạnh lành của anh xây dựng trong tương lai, không thể thành đạt được con đường giác ngộ, chánh giác gì cả. Điều thứ sáu là tịnh tu phạm hạnh không bị chi phối với ái dục. Điều thứ bảy là trước người rồi sau mình, không tham danh lợi. Nếu làm được những điều này thì già trẻ đều hòa thuận và chánh pháp không bị suy thoái. Mình nên nhường những cái điều kiện tiện nghi cho người và nên nhận về mình những cái phần nó vô cùng thiệt thòi và loại trừ đi cái tâm tham đắm lợi danh. Thưa các vị, đó là bảy phương pháp Đức Thế Tôn nhân đại thần Vũ Xá hỏi về con đường chính trị. Đức Thế Tôn quy kết nó về những cái pháp để làm cho chư tăng không suy thoái và làm cho chánh pháp hưng thịnh. Và thưa đại chúng, là chuyện của chúng ta là chuyện của phim dài nhiều tập, nó dài dòng, cho nên mình dừng lại ở đây. Và chúng ta hẹn là sẽ có dịp học lại phần này. Và thưa các vị, là mình đã đi theo Đức Thế Tôn bộ hành qua tới 44 năm rồi. Còn năm này năm cuối thôi, tức là con đường Đức Thế Tôn đi về Kusinara để nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta cứ thông thả mà đi theo từng bước chân của Sa Môn Cồ Đàm để có những cái đồng cảm với con đường Đức Thế Tôn Niết Bàn. Và mình sẽ khai thác những cái điều cần thiết khi đọc vô kinh Văn A Hàm, mình ôn lại để làm cho cuộc đời Đức Thế Tôn nó sống động thực sự trước mặt mình, để mình cảm nghiệm được một bậc thầy già. Hãy coi Đức Thế Tôn là một bậc thầy già gần với mình, chứ đừng coi Ngài là Phật cách xa 26 thế kỷ, cách xa cái đẳng cấp Phật với chúng sinh gì cả. Hãy coi Ngài là một vị tỳ kheo già thôi. Và các vị nhớ rằng các vị tổ sư Trung Hoa khi hỏi Phật là gì thì các ông định nghĩa Phật là vị tỳ kheo già, phải không? Rất là gần với chúng ta. Và khi mình đặt Đức Thế Tôn là vị tỳ kheo già là mình thấy nó rất là gần với mình, rồi mình sẽ có những cái đồng cảm về con đường Đức Thế Tôn đi, rồi mình sẽ không thấy tủi thân hay là mặc cảm gì về mình là thân phận phàm phu cả. Mình có khả năng vươn tới tầm cao để tu hành như Đức Thế Tôn, bằng mình học lịch sử mà mình cứ thấy Đức Phật có hào quang, Đức Phật xa vời với mình thì chắc chắn là mình không có nỗ lực được, mình không có thấy ứng dụng được bài học từ Đức Thế Tôn vào đời sống mình. Thì thưa các vị, có khi học lịch sử cho vui mà nó không có ích lợi thực tế trong cuộc sống tu của chúng ta. Chúng ta được nghỉ 5 tuần, và đầu tháng 9 vào tuần lễ thứ hai chúng ta học lại. Và tôi cũng mong rằng những bài học cuối mình sẽ đọc vào kinh Văn A Hàm cho thật kỹ, để có thể chia sẻ được những điều cụ thể hữu ích để cho các vị ứng dụng được nó trong đời sống tu của chính mình. Thôi dừng ở đây, xin mời để chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thể nguyện đoạn pháp môn thể nguyện học Phật đạo.